Tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hôm qua, lãnh đạo nhiều bộ ngành đã thảo luận, triển khai giải pháp kỹ thuật, chính sách, hướng dẫn thực hiện hộ chiếu vaccine, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân Việt Nam và các nước đã được tiêm vaccine. Theo đó, hộ chiếu vaccine là giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Đối với người nước ngoài, các nhà mạng di động lớn cho biết hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được hoàn thiện và sẵn sàng triển khai từ tháng 4 năm 2021. Với người dân Việt Nam, khi tiêm vaccine sẽ phải cài ứng dụng hồ sơ điện tử, khai báo các thông tin. Sau khi tiêm, người dân được cấp chứng nhận mã QR code xác nhận. Hệ thống này cũng sẽ liên kết với quốc tế. Khi ra nước ngoài, người dân được quét mã QR code, truy cập vào đúng nguồn dữ liệu, xác thực thông tin các mũi tiêm.